Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng mình sẽ lại tiếp tục tô màu các bức tranh nhé. Và bức tranh của ngày hôm nay sẽ là về một túi kẹo. Mọi người hãy cùng mình theo dõi đến cuối video để xem mình hoàn thiện cho bức tranh này như thế nào nhé. Trước tiên là mình sẽ tô màu hồng đậm cho những chiếc kẹo nhé. Mình sẽ tô các viên kẹo có màu giống nhau nhé. Bây giờ mình sẽ tô màu đến chiếc nơ này nhé. Chiếc nơ để cột túi kẹo lại. Cuối cùng là mình sẽ tô màu cho cái gói kẹo nhé. Mình sẽ sử dụng là màu xanh lá nhạt. Mình đã tô trong phần miệng túi kẹo, bây giờ mình sẽ tô đến phần bên dưới nhé. Và mình sẽ tô những cái phần khoảng trống giữa những chiếc kẹo nữa nha. Bức tranh đã được mình hoàn thiện xong rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo nhé. Xin chào mọi người đã quay trở lại với những video tô màu của mình. Và hôm nay thì mình sẽ có một bức tranh về một cô bé đang quét dọn nha. Mọi người hãy cùng mình hoàn thiện cho bức tranh và bắt tay vào thôi nhé. Đầu tiên thì mình sẽ tô mái tóc của cô bé nhá. Mình sẽ tô màu cho chiếc khăn là màu đỏ nhé.
theo thì mình sẽ tô màu cho chiếc chổi. Đầu tiên là mình sẽ tô phần cán chổi trước. Giờ mình sẽ tô cái phần để xong cái quét. Tiếp theo thì là mình sẽ tô bộ đầu nhé. Mình sẽ sử dụng là màu xanh lá. Chiếc tập về thì mình sẽ tô màu vàng nhé. Thì mình sẽ tô màu cho đôi giày cao gót. Có vẻ là cô bé đi giày của mẹ nên là nó rất là to và rộng. Và như vậy là bức tranh của mình cũng đã hoàn thiện xong rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.